là chúng ta có nên dạy các anh dùng tiếng Việt để thể hiện cả không ạ? Các bạn có muốn là anh ấy sẽ quỳ xuống và thể hiện nhá?除了那个一男一女以外呢，你还要那个就是这样啊，然后就是这样啊。喂，就是因为天天都告白，都天天有激情了，所以说我们现在就用剪刀石头布的方式去决定谁去求婚，好吧？ 谁会相对方表白，对不对？对，好的。啊，那个刚刚也聊到了，刚刚答案好了，有人rồi và bây giờ các anh sẽ có một để có thể là tỏ tình, tức là xem ai sẽ là người tỏ tình được. Sẽ chơi 1, 2, 3 sẽ win ạ. Ai sẽ输 的人 还是 người thua sẽ 输 的人 就是 向对方表白了。người thua sẽ phải tình với cả đối phương. Các bạn có ok không ạ? 好，你们就继续。要开始了，接住我的爱，从今以后。 Thank you. I love you too. I love you too. Các bạn đã nghe rõ lời tỏ tình của các anh bằng tiếng Trung và bằng tiếng Anh chưa ạ? Và mình nghĩ rằng là phần tỏ tình vừa rồi có lẽ là phần nào sẽ khiến cho các bạn cảm thấy hài lòng đúng không ạ? Đã cảm thấy hài lòng chưa ạ? Bởi vì nói thật là vì thời gian rất là có hạn thôi, cho nên là chương trình của chúng ta còn rất nhiều phần hấp dẫn. Bây giờ các bạn có muốn nghe kiểu hát của chúng ta hát bài một bài không ạ?